Sữa nào? À.
chưa nào. Giận bố hả? Thế sữa nào? Thế thôi nha, thôi nha, thôi nha. Thế thôi nha. Thôi bố cất đi nha. À, tối sau cũng làm việc nhà nha. Đi ơi, đi làm gì đây? Không thấy đâu, nên nó kêu gì nhỉ? Anh đi ơi, xuống đây bố xem nào. Linh ơi,
Anh đi rồi. Sáng giờ
sao không như thế nữa nha, tại sao bố không la con nữa nha. Sao bố không la con đấy nha, hiểu không nha, hứa nha, hứa không la nữa nha. Tại sao con đi cờ biển con thấy ra giường là nó ướt nó không ngủ được đâu nha. Bố cũng no rồi nha, bố sẽ bụng no hết rồi này. Đi ngủ đi, giờ chiều lại dậy chơi nhá. Cấu nhẹ nhẹ thôi, cấu mặt đau lắm. Bách nó xuống là đồ mềm.